Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì tất cả cái xe ở cơ sở 1 Nguyễn Quỳnh là số 295 Trần Phú Đình Bảng Từ Sơn thì đã chuyển về cơ sở mới ạ, Yamaha Thao Hương Quỳnh 3S. Địa chỉ tại đối diện cổng công nghiệp Tiên Sơn ạ. Thế bắt đầu từ ngày mai bên Quỳnh sẽ bán xe ở cơ sở mới này ạ. Vâng, tất cả những xe Yamaha như MT15, R15, Exciter bằng 150 hay là bằng 155, Jupiter ạ. Thì tất cả những dòng xe này hiện tại đều đã có mặt tại cơ sở mới Yamaha Thao Hương Quỳnh ạ. Bắt đầu từ ngày mai thì bên Quỳnh đã bán và giao xe tại cơ sở mới. Sau đó thì tất cả những bạn có nhu cầu mua xe ạ, thì các bạn hãy qua cơ sở mới của bên Quỳnh nhé. Hoặc là các bạn đã mua xe của bên Quỳnh mà cần bảo dưỡng bảo trì hay là lấy giấy tờ biển số ạ, thì xin mời các bạn qua cơ sở mới bên Quỳnh. Đó là Yamaha Thao Hương Quỳnh ạ, tại đối diện cổng khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du Bắc Ninh ạ. Vâng, về giá xe thì hiện tại bên Quỳnh đang chạy chương trình mở sinh nhật 5 năm của hệ thống xe máy Hương Quỳnh. Thì tất cả các xe đều có chương trình giảm giá hoặc là khuyến mại ạ. Ví dụ như dòng Exciter 150 thì đang được khuyến mại, đó là mũ bảo hiểm Yamaha trị giá 500.000, áo mưa và một bộ khóa chống trộm trị giá 700.000 ạ. Tổng quà tặng trị giá lên tới 1.200.000. Còn đối với dòng xe Exciter 155 ạ, thì bên Quỳnh sẽ tặng cho khách hàng, đó là mũ bảo hiểm này, áo mưa, gác ba ga. Và nếu mà bạn nào có nhu cầu lắp mặt nạ bàn thờ của xe thì bên Quỳnh cũng sẽ tặng luôn ạ. Và tổng phần quà cũng chỉ giá đến 1.200.000 ạ. Và đối với dòng MT15 hay R15 thì hiện tại bên Quỳnh sẽ làm cái chương trình, đó là giảm giá trực tiếp vào xe ạ, từ 500 cho đến 1.000.000 ạ. Ví dụ MT15 hay R15 sẽ có mức giá từ 68.000.000 tùy từng màu ạ. Vâng. Hiện tại thì đến giờ này thì Quỳnh mới chuyển xong đồ ạ. Thì xin phép làm video cho mọi người hơi muộn xíu. Xin hẹn gặp mọi người từ 7:30 sáng ngày mai mọi người nhé, mùng 8 tháng 7 ạ. Thì bên Quỳnh sẽ chuyển về cơ sở mới này. Rất mong có khi mà bên Quỳnh chuyển qua cơ sở mới sẽ có điều kiện để phục vụ mọi người tốt hơn ạ. Tất cả những khách hàng cũ đã mua xe của bên Quỳnh đều có thể mang xe qua cơ sở mới này ạ. Cả xe Honda và Yamaha ạ. Bên Quỳnh sẽ kiểm tra xe miễn phí hoàn toàn cho mọi người ạ. Vâng, Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Rất mong có thể gặp mọi người ở tất cả các chi nhánh của hệ thống xe máy Hương Quỳnh ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.